Chào mừng các bạn trở lại với nhóm review. Hôm nay nhóm sẽ review một sản phẩm rất là hay. Đây là một cái chuông báo khách có cảm biến chuyển động. Đây là cái hộp của nó. Mình sẽ bóc hộp cho các bạn xem ở trong. Trong nó có một cái giã, một cái cảm biến này, thiết bị phụ kiện đi kèm này, ốc bắn ở tường gắn vào đây. Cái này mình có thể dán này bằng dính hai lớp. Đây là cái bộ chuông báo khách có cảm biến chuyển động. Thì mình giới thiệu qua một chút về cái các chức năng trên cái bộ này. Thì ở đây nó dùng chuẩn jack là 5.5 và nguồn cấp là nguồn DC 9 đến 15V. Thì các bạn có thể sử dụng nguồn 9V hoặc là 12V. Đấy, trên thị trường bán rất là nhiều. Đây là công tắc on off nguồn. Đấy. Đây là cái nút mà chọn âm lượng. Các bạn cứ nhấn một lần thì âm lượng nó thay đổi. Đây là cái nút này, nó chỉ có tác dụng khi mà các bạn gạt cái mức này sang music này. Music thì các bạn có thể chuyển đổi được các cái âm thanh ở trong cái bộ này, nó đã thích hợp rồi. Thì các bạn phải chọn được các cái loại nhạc khác nhau. Các bạn để ở giữa này thì nó là cái chuông cảnh báo, nó sẽ cảnh báo liên tục. Để ở ngoài cùng thì là nó sẽ là một cái chuông mặc định. Sản phẩm này thì rất là hay nữa, thì nó có thể sử dụng được pin, sử dụng 3 viên pin con thỏ loại AA, nó khoảng tầm 4.5 đến 5V đấy. Và bây giờ mình cấp nguồn DC để mình test thử nhé. Ở đây mình sẽ cấp nguồn 12V. Công tắc chưa gạt. Này đây. Khi mà mình để gặp music này thì mình chọn được các loại nhạc khác nhau, nhấn một lần thay đổi. Bây giờ mình sẽ test thử cái chuyển động của nó nhé. Đấy. Rồi, cái này thì cái góc quét của nó được khoảng tầm 120 độ, và chiều xa của nó phát hiện thì khoảng tầm 4-6m. Thì mình test ở 4m thì nó chạy rất là ok. Tiếp đến là mình sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt chế độ 2 là chế độ còi kêu liên tục này. Thì khi các bạn bật nguồn thì nó sẽ kêu luôn, nó không dừng, kêu liên tục luôn. Đấy. Chế độ 3 là chế độ lời chào mặc định, các bạn không thay đổi được cái lời chào này. Đấy. Khi có chuyển động nhé. Vừa rồi mình đã hướng dẫn các bạn sử dụng cái chuông báo khách có cảm biến chuyển động. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình.